Hai cự ly thi đấu của các em gồm 1,1 km dành cho học sinh cấp 1 từ 9 đến 11 tuổi, cự ly 2,4 km dành cho học sinh cấp 2 từ 12 đến 15 tuổi. Các em đến từ nhiều huyện thị thành trong tỉnh và cả ngoài tỉnh. Các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trong sáng. Tập luyện trong vô bộ môn judo. Thế tới ngày hôm nay con chạy, con đi ra rồi con chạy cái ông ngờ được vậy. Em tập ở ngoài, tập tự do, tập sáng chiều để tập rất là nhiều nội dung để đạt được kết quả. Theo ban tổ chức, năm nay số lượng vận động viên nhí đăng ký tham gia giải tăng vọt. Các em thi đấu rất nhiệt tình, máu lửa. Nhiều em hoàn thành đường đua với thành tích tốt là nhân tố tích cực có thể rèn luyện thể thao thành tích cao. Thì mục đích của ban tổ chức là tạo ra một cái niềm hứng khởi và một cái cảm hứng chơi thể thao dành cho các em. Từ đó các em có thể tham gia các cái hoạt động tập luyện, nâng cao thành tích và biết đâu chúng ta có thể chọn lựa những cái em xuất sắc để có thể đào tạo bồi dưỡng. Chủ đề của giải marathon năm nay là cùng nhau tỏa sáng. Số lượng khoảng 10.000 vận động viên tham gia. Giải khởi tranh 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km vào sáng nay 7 tháng 7.